Thức ăn dành cho ong mật, bột lutitun giúp kích chúa đẻ và dưỡng đàn ong, tăng tuổi thọ ong thọ rất là tốt. Và sản phẩm phấn hoa để các bác cũng là một cái nguồn thức ăn dành cho ong mật, khi mà cái lượng nguồn phấn hoa cũng như bột đậu ở ngoài địa phương các bác nó đang bị hết hoặc là hạn chế, thì con ong có thể bị thay đổi chế độ, nó có thể bốc bay, thì các bác có thể lựa chọn hai sản phẩm này để chăn ong cũng như là dưỡng đàn ong thì cực kỳ tốt các bác nhé. Và để mà mua bán được thành công với shop em thì các bác cứ liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại em để ở phần tiêu đề, phần mô tả. Và xin nhắc lại các bác, shop em chuyên cung cấp các vật tư về ngành ong mật, thì các bác có nhu cầu tham khảo hoặc là mua hàng thì cứ alo trực tiếp cho em sẽ gửi hàng tốt cho các bác nhé. Và cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với shop em. Các bác đừng quên là nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác.